Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần series trong phần mềm Revit. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái lệnh là lệnh xoay trong cái lệnh rotate này này. Tiếng Anh thì mình không rành lắm nhưng mà lệnh quay đấy. Trong phần mềm Revit, nếu mà các bạn sử dụng lệnh này quen thì nó rất là hỗ trợ rất nhiều cho các bạn nhé. Thì ở đây mình có một cái thanh như thế này, nhưng mà mình muốn copy nó thành theo hướng vòng cung này. Nhưng mà ở đây cái lệnh array này nó không 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 cho mình cái quay vấn đề quay theo tâm nó. Thì giờ cái lệnh này sẽ giải quyết cho chúng ta cái vấn đề này, đó là lệnh quay. Khi mà các bạn chọn vào lệnh quay như thế này, các bạn sẽ phải mở mặt phẳng Sheet lên. Các bạn xem chế độ cho nó rõ. Thì khi mà các bạn chọn cái đối tượng ở đây, các bạn muốn quay theo cái vòng cung này, thì các bạn sau khi mà nhấn lệnh quay này, các bạn sẽ nhấn vào mục Copy. Và các bạn ở phần Center up rotation này, các bạn nhấn vào place và các bạn sẽ chọn vào cái phần tâm này này, nó bảo chọn phần tâm của hướng quay này. Rồi các bạn sẽ kèm một cái đường thẳng này, chỉ trích một đường thẳng, sau đó các bạn sẽ ghi góc độ của nó, ở đây mình cần là 40 độ thì các bạn đánh vào 40 độ và các bạn enter. Sau đó các bạn sẽ xem đây thì nó đã quay cái phương cho mình một cái là 40 độ, một cái này. Ở đây mình làm lại thêm một cái nữa ở cái phần đây. Copy, các bạn nhấn place. Rồi các bạn sẽ kèm một đường làm gốc và các bạn sẽ ở đây mình sẽ copy thành 80. Như thế này chúng ta đã có một hai cái đường đây, một đường bên này. Và bây giờ mình sẽ làm cho nó đối xứng với nhau. Rồi các bạn sẽ chọn lệnh mirror và các bạn nhấn sang bên này. Ở đây nếu mà có trục thì các bạn chọn phần bên pick assist, còn không thì các bạn sẽ nhấn vào mirror draw assist. Đây mình chọn mirror draw assist. Đây mình chọn lại. Đây hai cái thanh này là chúng ta mới chúng ta kích vào đây. Và chúng ta sẽ kiểm tra kết quả. Như vậy là chúng ta đã có một cái thanh rằng vòng cung với cái lệnh quay này, rotate này. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để quay cái đối tượng hoặc copy theo hướng vòng cung của đối tượng trong Revit. Nếu tôi hay và bổ ích cho các bạn, nhớ like và subscribe, chia sẻ video để ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.